một buổi nhặt rác của nhóm Vĩnh Hy Xanh Sạch Đẹp. Công việc này được nhóm thực hiện đều đặn hơn 3 năm nay. Anh Vinh, một người yêu vẻ đẹp của Vĩnh Hy, rời thành phố đến định cư ở đây, là người khởi xướng. Khi mà mình về thì nói chung là rất là khó nói để mà mọi người ý thức được cái việc bảo vệ môi trường, cho nên là tự mình là làm hết. Xong rồi ngày qua ngày thì mọi người thấy là cái môi trường ngày càng sạch thì họ tham gia cùng. Thì bây giờ nhóm của mình ngày càng lớn mạnh. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay nhóm Vĩnh Hy Xanh Sạch Đẹp đã có 30 thành viên. Nòng cốt là người dân thôn Vĩnh Hy và một số tình nguyện viên là du khách nước ngoài. Việc nhặt rác được nhóm duy trì đều đặn mỗi tuần một lần. Nơi đâu trong thôn có rác là nhóm lại tổ chức dọn dẹp. Mặc dù công việc không lương, nhưng các thành viên ai cũng làm hết tâm, hết sức. Người dân Vĩnh Hy bắt đầu là có những cái ý thức rất là cao về vấn đề môi trường. Ngày xưa thì mọi người sẽ xả rác thải xuống biển và thiêu đường. Hôm nay là coi như là nó chiếm được là 80%, là bà con không còn xả thải ra đường và xuống biển nữa. Thì cái đó là cái điều rất là đáng mừng. Cũng mong rằng là những cái cách làm của chúng tôi sẽ lan tỏa cho mọi người, mọi nhà. Em thấy hoạt động này rất là ý nghĩa với cho những người dân của chúng ta ở đây, rất là vui. Và những tất cả anh chị em ở đây nhiệt tình làm sạch môi trường khu du lịch làng Vĩnh Hy. Việc làm của nhóm Vĩnh Hy Xanh Sạch Đẹp đã làm cho người dân thay đổi nhận thức, giảm hẳn tình trạng vứt rác bừa bãi. Kết quả rõ nét nhất là hiện nay rác trên bờ, dưới nước tại Vịnh Vĩnh Hy đã giảm rất nhiều so với trước đây. Vịnh Vĩnh Hy đã lấy lại hình ảnh đẹp trong lòng du khách.